Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Hành trình đỏ năm 2020 tôn vinh người hiến máu tại tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Thu hồi hơn 7.700 tỷ đồng từ án kinh tế tham nhũng. Gần 89.000 thí sinh Hà Nội bắt đầu cuộc đua vào lớp 10. Khởi tố đối tượng hành hung học sinh lớp 1 ở Hòa Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7 tại thành phố Lào Cai, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm 2020 và tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể, gia đình hiến máu tiêu biểu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020. Năm 2019, chương trình Hành trình đỏ lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Lào Cai đã thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tham gia hiến máu và tiếp nhận được 1.712 đơn vị máu. Ngay sau lễ khai mạc, đoàn đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tại ngày hội hiến máu sắc đỏ biên cương đã có hàng nghìn đoàn viên đến từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, đoàn khối doanh nghiệp và đoàn khối các cơ quan tỉnh tham gia. Sáng ngày 17 tháng 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Hành trình đỏ lần thứ 8 năm 2020 thu hút hơn 500 người tham gia. Lượng máu ban tổ chức dự kiến thu được là khoảng 380 đơn vị. Trước đó, năm 2019, Điện Biên tiếp nhận hơn 4.000 đơn vị máu sau quy đổi với sự tham gia tích cực của các câu lạc bộ ngân hàng máu sống, hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân. Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 6 tập thể, 8 cá nhân thuộc tỉnh Điện Biên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, Vietnam Airlines thông báo thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, một số đối tượng đã giả mạo là đại diện của hãng để mời người dân mua vé máy bay về nước tránh dịch. Vietnam Airlines khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những đề nghị này. Cũng liên quan tới thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các công dân muốn về nước thì đăng ký với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Để bảo vệ quyền lợi của mình, các công dân Việt Nam ở nước ngoài cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan đại diện Việt Nam và chỉ mua vé máy bay khi nhận được email chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao. Tính từ ngày 10 tháng 4 đến nay, Việt Nam đã tổ chức tổng cộng 55 chuyến bay, đưa được hơn 13.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Các bộ ngành của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp để cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đưa công dân về nước theo đúng đối tượng, đúng nguyện vọng và phù hợp với năng lực cách ly trong nước. Theo thông tư số 58 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 8, các loại xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ phải gắn biển số nền vàng thay vì nền trắng như hiện nay. Trước quy định này, đa số chủ phương tiện tỏ ra đồng thuận. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng việc thủ tục đổi biển số này phải làm sao đơn giản, thuận tiện, phù hợp với tình hình thực tế. Dù đã dán các loại phù hiệu theo quy định, nhưng theo thông tư 58 này, các xe kinh doanh vận tải sẽ phải đổi biển số sang nền vàng mới được chạy dịch vụ. Theo tài xế xe công nghệ này, mỗi ngày anh chỉ làm thêm vài tiếng, nếu phải gắn biển màu vàng thì không phù hợp cho lắm. Mình cũng chạy một ngày, mình tranh thủ, mình chạy vài tiếng đồng hồ đó. Thì xe gia đình bây giờ bắt cái biển đó nữa thì vô thấy nó không hợp lý. Với những tài xế coi việc chạy dịch vụ xe công nghệ là nghề chính thì lại cho rằng quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc biển số màu trắng hay màu vàng cũng không quá quan trọng. Vàng hay là trắng gì cũng như nhau, không biển số kiểm soát thôi. Thì có một cái là khi mình thay đổi thì nó tốn thêm một số kinh phí, nó phức tạp với lại tốn thời gian. Trước chủ trương đổi màu biển số, nhiều doanh nghiệp cũng như cá nhân chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bày tỏ sự ủng hộ bởi quy định này tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến kiến nghị chính phủ xem xét mức phí và các thủ tục chuyển đổi để hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng. Đã cấp rồi, nhưng mà giờ đổi biển giờ phải đóng phí nữa thì chúng phải xem xét lại vấn đề đấy cho hợp lý để cho mà tạo điều kiện cho người dân, nhất là những cái mùa sau dịch Covid thì rất khó khăn. Đối với doanh nghiệp thì mình sẽ hoàn toàn ủng hộ cái việc này. Tuy nhiên thì cái việc triển khai thì nó tính tới hai cái việc để hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ nhất là cái chi phí chuyển đổi và cái thời gian thủ tục để chuyển đổi thế nào cho nó phù hợp nhanh gọn để hạn chế cái việc doanh nghiệp tốn chi phí cũng như tốn thời gian xe dừng kinh doanh. Việc quy định màu sắc biển số của phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải để dễ dàng phân biệt quản lý là cần thiết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chủ phương tiện tự giác chấp hành, nhất là những doanh nghiệp có quy mô hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đầu xe. Sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Từ nhiều tháng nay, rất nhiều các nhà đầu tư đã đổ về các khu đất, khu vực ngoại thành Hà Nội để săn tìm, mua các sản phẩm bất động sản như đất nền. Điều này khiến giá đất tại các khu vực này tăng lên, tạo ra những cơn sốt nhẹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý các vấn đề pháp lý. Đây là cảnh báo của các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Khảo sát quanh khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc huyện Thạch Thất, theo một số môi giới, giá đất đã tăng khoảng 10%. Lượng giao dịch và lượng người xem đất cũng tăng đột biến. Nhiều nhà đầu tư biết đến Hòa Lạc hơn. Và cái lượng số người đến đầu tư cũng như để tìm hiểu về đất ở khu công nghệ cao Hòa Lạc thì tăng lên gấp đôi. Còn đây là hình ảnh của 3 tháng trước khi có các thông tin về quy hoạch. Thời điểm đó, mặc dù chủ trương hạn chế tụ tập đông người và giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nhưng vẫn có rất nhiều người đến đây để tận mắt xem và tìm mua đất. Nhiều người trong số đó tìm mua đất nền với kỳ vọng kiếm lời. Điều này đã tạo nên cơn sốt đất tại khu vực. Sôi động thì là có những dự án lớn thì chúng tôi sẽ đến đầu tư. Bởi tâm lý này nên không chỉ ở Thạch Thất mà giá đất nền chung tại nhiều khu vực ở ngoại thành Hà Nội khác như Đan Phượng, Đông Anh cũng đã tăng khoảng 10 đến 15% từ năm 2019 cho tới nay. Theo các chuyên gia, xu hướng của các cơn sốt đất chỉ diễn ra cục bộ tại một vài điểm nhỏ nên thị trường bất động sản thủ đô sẽ không xuất hiện tình trạng bong bóng. Trước nhu cầu của người dân, các chuyên gia cũng đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro về mặt pháp lý khi giao dịch. Rõ ràng là chúng ta nhìn nhiều đất thế nhưng không phải chỗ nào cũng quy hoạch đất ở. Chúng ta hình dung đấy là người mua phải tỉnh táo, là phải xem giấy tờ hoặc là dự án nó có khả thi hay không. Thì rõ ràng là chúng ta đầu tư mới an toàn. Hậu Covid-19, nhiều nhà đầu tư có tâm lý sốt ruột đi tìm kiếm kênh đầu tư, đặc biệt là các sản phẩm được xem là ngon, rẻ như đất nền. Do đó, các chuyên gia cũng đề cao vai trò của chính quyền địa phương trong việc thông tin rõ ràng về các quy hoạch cũng như cảnh báo để giúp hạ nhiệt các cơn sốt đất ảo. Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Tư pháp, 6 tháng qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các ngành, nội chính, tòa án, kiểm sát, công an, ngân hàng, bảo hiểm xã hội trong lĩnh vực thi hành án, dân sự tiếp tục được thực hiện thuận lợi, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án. Theo đó, tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2020, đã thi hành xong gần 375.000 việc, đạt tỷ lệ 62,78% với trên 39.300 tỷ đồng. Riêng về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự tham nhũng kinh tế, tổng số phải thi hành là 4.980 vụ với tổng số tiền trên 68.000 tỷ đồng. Số có điều kiện thi hành là 3.410 việc với số tiền trên 42.200 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 1.600 việc với số tiền là 7.746 tỷ đồng. Các bộ ngành địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn 4.500 văn bản, qua đó phát hiện 59 văn bản trái nội dung thẩm quyền. Riêng Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn 1.100 văn bản, phát hiện 52 văn bản trái pháp luật. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trong mùa nắng nóng, ngành điện lực tỉnh Nam Định đã chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn lưới điện cho mùa nắng nóng năm nay, ngay từ cuối quý 1, ngành điện Nam Định đã tập trung củng cố lưới điện, đồng thời tổ chức lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị sẵn sàng vật tư phương tiện, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Nam Định có gần 350 khách hàng kiến nghị về công tơ, hóa đơn tiền điện. Ngành điện Nam Định cũng khuyến cáo người dân cần sử dụng các thiết bị điện hợp lý để tiết kiệm điện trong các tháng cao điểm mùa hè. Bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Thời gian qua, một số hợp tác xã và hộ sản xuất trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh trồng rau an toàn theo hướng VietGAP mà lại hiệu quả kinh tế khá. Khác với phương pháp canh tác truyền thống, nhỏ lẻ manh mún, 230 thành viên và thành viên liên kết của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ tập hợp thành vùng trồng rau chuyên canh quy mô lớn với tổng diện tích 200 ha. Nhờ đó, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất rất thuận tiện, do tuân thủ kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống, sử dụng phân bón hữu cơ, nước sạch, chăm sóc thu hoạch và sơ chế theo tiêu chuẩn VietGAP, nên các sản phẩm của hợp tác xã luôn được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán cao hơn từ 20 đến 30% so với các loại rau củ quả trồng theo phương pháp truyền thống. Khi mà tôi sản xuất rau theo an toàn VietGAP này thì đầu ra nó tương đối ổn định. Các sản phẩm của tôi làm ra được đưa vào các siêu thị lớn như là Vienco hoặc là chuỗi hệ thống Co-op của Hà Nội. Hiện nay, hợp tác xã có 30 ha được công nhận tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm đa dạng với trên 30 loại rau củ quả được sản xuất quanh năm. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã cung cấp ra thị trường từ 8 đến 12 tấn nông sản, doanh thu đạt từ 1 đến 1,5 tỷ đồng một tháng, tạo việc làm cho 40 lao động với thu nhập từ 5 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Những cái sản phẩm mà nơi khác mà không làm được thì chúng tôi tận dụng những cái thế mạnh của địa phương để tập trung vào sản xuất. Điểm chung của các mô hình trồng rau an toàn trong tỉnh là các hộ không sử dụng các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, dù mất nhiều công, chi phí đầu tư cao hơn. Bù lại, họ có sản phẩm an toàn với cả người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường. Đây chính là cơ sở then chốt, góp phần hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Thương hiệu của Nhật Việt hiện nay là ở trong thị trường Hà Nội và coi như là thị trường Hưng Yên là hình như là đã đạt được cái tiêu chí cao về coi như không chỉ riêng cái VietGAP mà chúng tôi còn đang nâng dần lên để đạt cao hơn chỉ tiêu của VietGAP quy định. Bên cạnh các vùng trồng rau an toàn, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 70 ha trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhiều loại rau củ quả đã được đưa vào các cửa hàng, siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh với đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, qua đó giúp nâng cao giá trị hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Sáng ngày 17 tháng 7, gần 89.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tham dự buổi thi đầu tiên vào lớp 10 năm học 2020-2021 với môn thi ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Do số lượng thí sinh tăng, trong khi chỉ có khoảng 62% vào công lập nên sức nóng của kỳ thi năm nay có phần tăng hơn so với năm trước. Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm nay Hà Nội thành lập 172 điểm thi với hơn 3.700 phòng thi, khoảng 12.000 cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và hơn 1.700 người phục vụ kỳ thi. Điểm mới của kỳ thi lớp 10 công lập năm nay là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thí sinh chỉ phải thi 3 môn thay vì 4 môn như năm ngoái. Tuy nhiên không vì thế mà áp lực của học sinh và phụ huynh được giảm. Bởi thời gian học trực tiếp ít, số thí sinh đăng ký dự thi lại tăng, trong khi chỉ tiêu vẫn giữ nguyên. Như thế này thì nó vẫn khá là căng thẳng ạ, tại vì việc giảm áp lực cho học sinh, việc giảm môn đấy là đồng nghĩa với việc là bọn em đã phải nghỉ mất 3 tháng rất là quan trọng để học tập ạ. Có một chút hơi lo lắng vì tỷ lệ chọi nó cũng năm nay thấy cũng khá cao, không như các năm trước. Để tránh hiện tượng gian lận thi cử, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường sử dụng kỹ thuật. Các phòng bảo quản đề thi và bài thi đều có camera an ninh giám sát. Đặc biệt, huy động sự tham gia phối kết hợp giữa nhiều đơn vị có liên quan, nhất là lực lượng an ninh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nội dung đề thi của cả 3 môn yêu cầu phải giảm tải theo hướng tinh giản. Các bài thi môn toán, ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, khác với năm trước là có cả phần tự luận, thời gian làm bài là 60 phút. Sáng ngày 17 tháng 7, sau thời gian 120 phút làm bài thi môn ngữ văn, thí sinh Hà Nội kết thúc buổi thi đầu tiên. Đề thi được đa phần thí sinh đánh giá là không quá khó, chủ yếu nằm trong chương trình ôn tập đã tinh giản. Tuy nhiên vẫn có độ mở để thể hiện kiến thức xã hội của thí sinh. Kết thúc môn ngữ văn, nhiều học sinh Hà Nội ra khỏi điểm thi sớm, vui vì trúng tủ khi đề thi vào tác phẩm Viếng Lăng Bác. Phần nghị luận xã hội được cho là thú vị và gần gũi với học sinh. Các câu hỏi thường thì các cô đều đã cho ra hết rồi ấy. Nên là em nghĩ là các học sinh chỉ cần ôn chắc là sẽ làm được bài ấy. Đánh giá cao về đề nghị luận xã hội năm nay được rút ra từ ngữ liệu về một vị danh tướng của mấy vị thầy giáo cũ của mình ạ. Từ đấy rút ra về cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày ạ. Kết thúc môn thi đầu tiên, theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tình hình trật tự trường thi nghiêm túc. Sáng nay, các đoàn của thành phố và sở cũng đã đến giám sát các điểm thi, đặc biệt điểm nóng được dư luận phản ánh. Công tác phòng chống gian lận của thí sinh cũng được chú trọng. Các phòng bảo quản đề và bài thi đều có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động 24/24 giờ. Đặc biệt, huy động sự tham gia phối kết hợp giữa nhiều đơn vị có liên quan, nhất là lực lượng an ninh trong suốt quá trình trước, trong và sau kỳ thi. Trước mỗi buổi thi khi mà bắt đầu vào làm việc thì tôi là trưởng điểm thi, bao giờ cũng phải có trách nhiệm nhấn mạnh lại một số những điểm nhắc nhở cơ bản, ví dụ như là các cái vật dụng được phép, không được phép mang vào phòng thi, kể cả của cán bộ coi thi và kể cả của thí sinh. Và đồng thời cũng nhắc lại một số những kỹ thuật cơ bản cần phải chú ý trong kỹ thuật coi thi. Giám đốc Công an thành phố đã cử cái lực lượng cảnh sát cơ động để áp tải đề thi đến tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, và chúng tôi cũng rà soát tất cả những các cái trang mạng rồi là các nơi cũng bán các cái thiết bị công nghệ để gian lận thi cử, để tập huấn, phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tập huấn cho cái số cán bộ coi thi. Chiều nay, thí sinh tiếp tục buổi thi thứ hai với môn ngoại ngữ, hình thức thi trắc nghiệm thay vì phần tự luận như những năm trước. Bài thi của thí sinh sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính. Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội bổ sung môn ngoại ngữ tiếng Hàn trong thi tuyển sinh lớp 10. Những năm qua, việc phát triển mạnh mẽ các khu đô thị, các ngành nghề sản xuất đã thúc đẩy kinh tế của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tăng trưởng, nhưng cũng làm phát sinh lượng rác thải lớn. Mặc dù tỉnh đã rất quan tâm đến công tác xử lý rác thải, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại, cần sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường. Xã Bình Kiều có hơn 9.600 nhân khẩu, trung bình một tháng có gần 100 tấn rác thải, chất thải các loại. Tuy nhiên, phương pháp xử lý rác thải của địa phương chỉ mang tính tạm thời, khiến lượng rác thải, chất thải trên địa bàn ngày một nhiều. Hiện cả 4 thôn đều có bãi rác thải tập trung do nhân dân tự đóng góp xây dựng. Điểm tập kết rác tại thôn Bình Kiều có diện tích 300 m², thôn Ninh Vũ với diện tích 500 m², thôn An Cảnh và thôn Phú Hòa diện tích trên 300 m². Mỗi năm, toàn xã thu gom khoảng 1.200 tấn rác thải các loại. Hiện cả 4 bãi rác thải tập trung của xã đang trong tình trạng quá tải nhiều năm nhưng chưa được mang đi để xử lý. 4 cái bãi rác thải của địa phương thì cũng chỉ thu gom về để tập kết vào đấy thôi, khâu mà vận chuyển đi để xử lý thì cũng không có tiền để mà vận chuyển đi xử lý được. Đề nghị với các cấp các ngành đấy là quan tâm đến và xử lý cái rác thải cho nhân dân. Đấy, vì là cái bãi rác thải hầu như là đã đầy hết cả rồi. Các cái tổ thu gom về thì nó đầy thì lại phải xử lý bằng cách đốt. Đốt thì khói bụi lại đưa về khu dân cư thì người ta cũng kêu. Theo ông Nguyễn Như Thức ở thôn Bình Kiều và những người dân sinh sống ở đây cho biết, mùi hôi thối từ rác thải rất khó chịu, dùi muỗi nhiều đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt. Đã có thời điểm họ cắm biển cấm đổ rác nhưng cũng không có tác dụng do một bộ phận người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Cái bãi rác của chúng tôi chỉ độ 1 năm thì nó đầy, bây giờ như vậy là cứ phải như vậy là đốt thì nó thật nó nói rõ là đốt tại địa phương này nó ô nhiễm. Tôi biết là ô nhiễm nhưng vì cái này ta phải đường cùng phải làm thì nó thật đến cùng phải làm thôi. Nó đầy quá thì mình không làm ít làm nào thì chúng tôi là những người như vậy là cuối cùng của như vậy là cái khu thu gom này phải đốt thôi, nó báo cáo rõ thì. Mặc dù đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của các sở ngành và các cấp chính quyền tìm các biện pháp để giải quyết nhưng hiệu quả chưa cao, do ý thức của người dân vẫn còn hạn chế. Chính quyền một số địa phương chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, mức phí thu từ các hộ dân còn rất thấp, trong khi đơn giá thu gom vận chuyển và xử lý rác tại nhà máy phân loại xử lý rác thải khá cao. Vì vậy đã gây khó khăn cho công tác xử lý rác thải ở các khu dân cư. Ngày 16 tháng 7, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Khánh sinh năm 1992, trú tại Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội và Bùi Văn Học sinh năm 1980, trú tại Đồng Bạc, Mai Châu, Hòa Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Khánh và mức án 20 năm tù đối với bị cáo Học. Theo cáo trạng, do có quan hệ từ trước, Khánh đã gửi Học 180 triệu đồng để nhờ mua ma túy đá, ketamin cho Khánh bán kiếm lời. Khi cả hai mang ma túy về Hà Nội thì bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ cùng toàn bộ tang vật là gần 1 kg ma túy ketamin dạng đá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Duy Đức, sinh năm 1978, trú tại tổ 7, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, theo đơn tố cáo của gia đình cháu bé là học sinh lớp 1 trường tiểu học Hữu Nghị, do có mâu thuẫn với con của đối tượng Phạm Duy Đức nên đã bị đối tượng đón lõng ở cổng trường, đưa vào góc khuất và dùng tay đánh cháu bị thương ở vùng mặt và cánh tay trái đến mức phải nhập viện để khám và điều trị. Kết quả giám định cho biết cháu bé bị tổn thương cơ thể 4%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào.